đám đông đánh chết cặp vợ chồng theo Thiên Chúa giáo. Tin từ Pakistan, cảnh sát và các nhân chứng ở miền đông Pakistan nói một đám đông giận dữ đã tấn công và đánh chết một cặp vợ chồng theo đạo Thiên Chúa sau khi cáo buộc họ làm ô uế một cuốn kinh Koran. Đám đông sau đó thiêu xác của hai người trong lò gạch nơi nạn nhân làm việc. Vụ giết người này diễn ra hôm nay ở thị trấn Khot Ratha Krishan, khoảng 60 km về phía tây nam thành phố Lahore, thủ phủ của tỉnh Punjab đông dân nhất của Pakistan. Vụ sát nhân đã khiến các nhóm nhân quyền phẫn nộ. Họ đòi nhanh chóng đưa những kẻ tấn công ra trước công lý, nói rằng hoàn cảnh xung quanh các cáo buộc không rõ ràng. Chính quyền tỉnh đã mở một cuộc điều tra về vụ bạo lực và ra lệnh cho cảnh sát tăng cường an ninh tại khu dân cư thiểu số theo Thiên Chúa giáo khắp tỉnh Punjab. Tổ chức Ân xá Quốc tế Anh nói rằng vụ bạo lực này được tiếp tay bởi luật bán bổ Hồi giáo của Pakistan, càng làm gia tăng nỗi sợ hãi của những cộng đồng tôn giáo thiểu số và hối thúc nước này gấp rút cải cách đạo luật gây tranh cãi này của mình. Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng phản ứng tức thì của chính phủ Punjab là đáng khích lệ, nhưng còn phải đợi xem cuộc điều tra diễn ra như thế nào. Tổ chức nhân quyền này cho biết tình trạng thoát tội không bị trừng trị trong những vụ bạo lực nhắm vào cộng đồng tôn giáo thiểu số ở Pakistan rất phổ biến và quá hiếm khi những kẻ đứng sau các cuộc tấn công bị buộc phải chịu trách nhiệm. Một người phụ nữ theo Thiên Chúa giáo Asia Bibi đã chờ thi hành án tử hình kể từ tháng 11 năm 2010 sau khi bị tòa án kết tội đưa ra những phát biểu lăng mạ nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad trong một cuộc tranh cãi với một phụ nữ Hồi giáo. Những người chỉ trích nói rằng luật về bán bổ Hồi giáo của Pakistan thường được sử dụng bởi những nhân vật có ảnh hưởng để giải quyết tranh chấp cá nhân.